Chào anh. Mời anh ngồi. Đây anh. Anh làm ơn sưu tra giùm mối quan hệ của người này. Có phải người này không? Chúng ta tìm lầm người rồi. Sao? Chào anh. Chào anh. Từ tấm hình này, anh có thể tìm được người này không? Dạ được. Anh Việt, chúng ta phải lần tìm ra tên quan giả, nếu không thì phiền phức lắm. Đúng vậy, anh nghĩ tên này không đơn giản, dám dùng cái tên giả để gây án. Vậy là kế hoạch cướp đã được hắn sắp xếp từ trước. Vậy thì còn tên quan thiệt ở đâu? Chắc là nít dữ nhiều đấy. Chúng ta có quá ít thông tin về bọn cướp, mà thủ đoạn của bọn cướp thì quá tinh vi. Anh nghĩ không hẳn như vậy đâu. Trong vụ án này có quá nhiều tình tiết trùng hợp khiến chúng ta bị lạc hướng. Nhưng anh cảm giác là mình đã đi đúng hướng. Anh Việt, anh Thông tìm được hồ sơ của tên Lâm rồi. Quan tên thật là Đoàn Văn Lâm, cha là Đoàn Văn Tình, hiện đang sống ở Cái Nhâm. Hay quá, chúng ta đã có được thông tin của tên Lâm rồi. Ừ. Bên công an tỉnh có động tĩnh gì không? Có chứ.
Tôi theo lời anh đậu xe cả ngày trước sở công an, nhưng có thấy gì mới đâu. Vậy còn buổi tối thì sao? Anh nghĩ sao vậy? Tôi chạy ông đa ôm cao lắm từ 8 đến 10 tiếng một ngày. Giờ tôi làm cho anh bắt tôi làm đêm là sao? Tiền thì bèo bọt. Tôi đâu có ép anh đâu. Ừ, ngày hôm kia tôi có thấy một chiếc xe Jeep chạy ra ngoài. Vậy anh biết họ đi đâu không? Làm sao mà biết, ông đi hỏi tụi nó đó. Alo, tôi Bạc nghe đây. Anh Sáu, đã tìm được tên Quang rồi. Bây giờ xin chờ chỉ thị của anh. Vậy à? Các đồng chí cứ đợi đó. 30 phút nữa tôi có mặt đi. Dạ. Ông lại đi nữa hả? Vụ án có manh mối mới bà. Trời khuya lạnh lắm, ông ra ngoài nhớ mang theo cái áo gió nha. Được rồi, bà làm cho tôi là con nít vậy. Ông thì hễ có án là quên hết mọi chuyện à. Thôi, ông xuống nhà rửa mặt đi, rồi tôi soạn đồ cho. Tuân lệnh thủ trưởng. Chào cậu. Cậu kiếm ai? Chú là Đoàn Văn Tình. Dạ đúng rồi. Lâm có nhà không chú? Nó đi không có nhà. Công an tình nghi Lâm là một trong những tên cướp trong vụ cướp tổng kho dược phẩm. Làm gì có chuyện đó. Chú có quyền không tin, nhưng có người xác nhận là khi xảy ra vụ án, Lâm là một trong những người có mặt tại hiện trường. Vậy là các anh đi tìm nó chứ tìm tôi làm gì? Chú, cháu có thể kiểm tra quanh nhà được không? Nó không có nhà, tìm nó cũng vô ích thôi. Thôi được, nếu mà Lâm về, chú phải trình báo cho chính quyền biết. Được rồi, tôi đồng ý. Người ta không nhận hả anh? Tụi này cà chớn thiệt. Xong xuôi vụ này, anh tính với tụi nó. Thôi đi anh, đừng có làm vậy. Anh có tìm cách trốn ra ngoài chưa? Còn cách nào nữa? Bây giờ mà nhúc nhích là bị tụi công an tóm liền. Anh không nghe điện thoại? Tôi đâu có ngu. Lỡ tụi công an nó gọi thì sao? Nghe đây. Cái thằng bức dài, điện thoại của tao sao mày không bắt máy mày? Dạ, con tưởng tụi công an nó gọi. Ủa sao tự nhiên tiếng gọi điện thoại bàn vậy tiếng? Tao không có ngu đâu mày. Tao gọi bằng điện thoại bưu điện. Ủa có gì không tía? Lớn chuyện rồi con. Công an đã tìm tới tận nhà. Nó hỏi tao tùm lum về mày hết trơn hết trọi á. Tao thấy như vậy là nguy lắm rồi đó nha con. Thì tía cứ nói không biết là được rồi. Tất nhiên là tao nói là tao không biết rồi. Tao chỉ báo cho mày biết thôi. Mày tự mà lo thân mày đi. Thôi nha. Thank you.
Mày có đem dầu qua đổ nhà tao không mày? Dạ có sư phụ. Dạ chào anh. Dạ cho em theo xà lan làm gì cũng được. Tôi đâu biết chú em là ai đâu mà dám đưa chú lên tàu. Dạ chỉ cần chú ăn chú ngủ thôi, tiền lương khỏi. Sao điều kiện dễ dàng vậy? Chú có dính líu gì tới luật pháp không? Dạ không, em trốn nghĩa vụ mấy năm rồi, giờ về địa phương tưởng là ổn, ai dè bị dí quá. Anh thấy rồi đó, em cũng lớn tuổi rồi. Thôi phiền phức lắm, chú em thông cảm. Thôi chú theo tôi. À, dạ dạ dạ. Chúng ta đã đánh đầu những người thân của Lâm. Bây giờ chỉ cần chờ một trong những người đó liên lạc với tên Lâm thì sẽ hành động. Không thể chờ mà phải hành động. Tôi đã rải trinh sát khắp mọi nơi, chỉ cần thấy tung tích của hắn là phải tóm gọn. Tên Lâm đúng là một con cáo già. Có thể hắn sẽ lặn sâu ở một vùng hẻo lánh nào đó, thì coi như chúng ta bó tay. Không, chúng ta không thể bó tay trong chuyện này. Chúng ta không thể buông lỏng hay bỏ sót vụ này. Công việc chính của ban tham mưu là hỗ trợ chúng ta để dự đoán tình huống có thể xảy ra. Vào đi. Báo cáo, đã có thông tin của Lâm. Ông Tình đã điện thoại cho Lâm. Cậu đã xác định số điện thoại của Lâm chưa? Xong, thưa thủ trưởng. Cậu liên lạc với việc giùm tôi. Alo, anh Việt nói chuyện với sếp. Việt hả? Dạ, em Việt đây. Tình hình đã diễn biến mới rồi, tính liên lạc với Lâm. Tôi giao cho cậu toàn quyền chỉ huy để bắt tên Lâm. Làm như vậy được không anh? Tôi tin tưởng vào kinh nghiệm và giác quan của cậu. Hai người hỗ trợ thông tin cho Việt đi. Dạ. Dạ. Ôi con đói bụng quá à. Ngồi xuống mày. Chơi tiếp đi. Ráng đi con, bến tới rồi kêu cho ăn luôn hết. Sao mày la tụi nhỏ chi vậy? Có tụi nó thì tụi công an mới không để ý tới tụi mình chứ. Có tin tức gì của thằng Lâm chưa? Chưa có. Tao với mày cứ tới điểm hẹn trước một ngày. Nếu thằng Lâm tới không kịp thì mình chạy xuống Cà Mau luôn hết. Anh cho chúng tôi kiểm tra giấy phép. Dạ. Dạ đây anh. Gần đây anh có thấy người này thường xuất hiện ở đây không? Dạ không. Không có à? Dạ. Anh nhìn kỹ đi. Tôi không thấy. Cảm ơn anh. Dạ. Thank you.
anh cho chúng tôi kiểm tra. Dạ. Ly này là để chúc mừng anh Việt bắt nguội thành công tên Lâm. Vô. Đâu có gì, đó đều là công của mọi người mà. Anh Việt, em thắc mắc là làm sao anh có thể đoán biết được tên Lâm sẽ không qua cầu Mỹ Thuận mà chỉ đi bằng đường ghe? Bằng trực giác thôi. Nhưng phải có chút suy luận khoa học. Là sao anh? Khi chúng ta dùng chiêu rung chà cá nhảy thì tâm lý của tên Lâm sẽ càng muốn thoát ra khỏi tỉnh càng sớm càng tốt. Trong đầu của hắn nghĩ thế nào công an cũng sẽ bổ văng mọi ngã đường để tìm hắn. Và hắn cũng thừa biết là lực lượng của chúng ta khá mỏng nên không thể quản lý hết khu vực đường sông. Nên hắn nghĩ nếu đi ngược về Sài Gòn tới ngã ba An Thái Trung, rẽ sang Đồng Tháp, tìm đường sang Campuchia sẽ dễ dàng hơn. Theo suy nghĩ của hắn, nếu bị chúng ta bổ dây gắt gao như vậy, cho dù hắn có trốn tận nơi đâu cũng sẽ bị phát hiện. Chị canh chừng giùm em chiếc ghe vài bữa. Cảm ơn chị. Dạ. Nhưng hắn vẫn thừa biết là hắn quyết định đi đường sông sẽ an toàn, vì hắn nghĩ lực lượng của chúng ta đã tập trung hết trên đường bộ. Sao anh có thể biết được chính xác người đó là tên Lâm? Trong mặt bắt hình dong mà. Anh nhận được hình ảnh của Lâm qua điện thoại di động do công an địa phương cung cấp. Bộ anh thích đùa như vậy hoài hay sao? Thật ra ở đây còn yếu tố may mắn. Nếu mà hắn đón xe đò hoặc xe tải thì coi nhìn bó tay. Không biết anh Thông làm việc với hắn ra sao rồi.
cố gắng. Anh đã khai đầy đủ chưa? Dạ thưa cán bộ, không sót chữ nào. Anh nói anh chỉ là người trung gian tiêu thụ thuốc cho May à? Dạ đúng. Em thấy bán thuốc dưới này thấp quá, nên đem lên thành phố bán nhiều hơn để kiếm lời. Nhưng lời khai của anh và lời khai của May không khớp nhau. Tôi không biết May khai làm sao chứ tôi khai hoàn toàn đúng sự thật. Vậy hả? Vậy trong thời gian đó anh đã tiêu thụ bao nhiêu thuốc của May rồi? Tôi cũng không nhớ nữa. Kiếm lời khoảng hơn 100 cây vàng. Không tệ với người làm trung gian như anh. Nhưng theo lời khai của May, hôm xảy ra vụ cướp tổng kho dược phẩm, anh có mặt tại hiện trường với cương vị là cướp. Cái đó là quan cho tôi lắm đó. Ngày xảy ra vụ cướp tôi xỉn quá nằm ngủ trong ghe, làm sao đánh cướp được. Như vậy không có ai làm chứng cho anh à? Cán bộ cũng đâu có chứng minh được là tôi có mặt ngay đó. Đi gì mà lâu vậy cho nổi? Có hàng rồi. Hàng gì? Tìm thấy cái này sau vườn nhà ông ngoại thằng Lâm. Tốt quá, như vậy là mình tóm tụi nó được rồi. Tính tiền bà chủ ơi. Đi. Xuân ơi Xuân. Xuân. Dạ. Dạ. Con ra trước coi có ai mà chó sủa rân vậy con. Dạ. Dạ, hai anh ngồi chơi. Má ơi, hai anh Minh cơ quan tới tìm. Dạ, chào chị Sáu. Hai chú tới kiếm ổng hả? Dạ, tụi em về cơ quan tìm mà không thấy ảnh. Gọi điện thì anh lại tắt máy. À, hồi chiều nay á, ổng có về nhà thay đồ. Rồi ổng nói với tôi á, là ổng đi dự thôi nôi. Con của ai á? Tôi quên mất rồi. Để tôi hỏi con Xuân coi. À, chị nói là ảnh đi dự tiệc thôi nôi hả chị? Ừ, đúng rồi. Xuân ơi, hồi chiều ba nói là đi dự tiệc thôi nôi con của ai đó con? Chết cha. Nhà Minh. Là sao anh? Trời ơi, con của anh chứ ai. Anh mời mấy ảnh quan thôi nôi rồi sẵn nhậu luôn. Thiệt tình. Chị Sáu à, xin phép chị em về gấp. Chắc giờ này á mấy ảnh có mặt đầy đủ nhà em rồi. Dạ, thôi chào, chào chị. Chào em. Tụi nhỏ này ngộ ghê á. Đó, má thấy chưa, đâu có riêng gì ba đâu. Mấy ông Minh cơ quan ai cũng vậy hết á. Qua mời tiệc mà còn quên, muốn chi là chuyện khác. Xuân nè, mai mốt mà đám cưới gả con á, rồi ba con á, ổng đi luôn, xong rồi ổng quên về. Chúng ta lại tiếp tục. Trời ơi, hai người quần tôi cả đêm rồi phải cho tôi ngủ chứ. Chừng nào anh chưa khai hết sự thật thì chưa thể đi ngủ. Mời chú Tư vào. Chú Tư, chú nhận ra người này là ai không? Đúng rồi, tôi gặp anh này hôm bữa cướp tổng kho đây mà. Trời ơi chú Tư, con là quan nè, không nhận ra con hả? Xí nghiệp biết bao nhiêu công nhân, làm sao mà tôi nhớ tên chú được.
Con cảm ơn chú đã hợp tác. Ủa, kêu tôi vô tới đây để nhìn mặt vậy là xong sao? Dạ, chỉ vậy thôi. Cảm ơn chú. À, tôi nhớ ra rồi. Hôm bữa cướp tổng kho, có một người có râu ở trong kho thuốc với con May. Dạ, chú về nha. Cảm ơn chú. Không có gì. Toàn bộ người trong công ty đều bị cướp khống chế. Riêng chỉ có một mình anh được tự do thoải mái đi lại. Là sao? Dạ. Thôi, hôm nay lấy lời khai tới đây thôi. Ngày mai lấy tiếp. Mai, có gì mới chưa? Những giỏ thuốc mà sĩ đem về khá giống với giỏ thuốc lấy được từ trên người tên Lâm. Kết quả này chính thức chưa? Anh chờ em một chút, em sẽ kiểm tra lần cuối rồi đưa kết luận này cho anh ha. Anh Thông, anh Tiến đem sườn xe này tới, anh nói có thể liên quan tới vụ án vì anh tìm thấy nó sau vườn nhà của ngoại tên Lâm. Anh à? Dạ. Anh có thể chụp hình chiếc sườn xe này lại cho tôi không? Dạ được anh. Alo, tốt hả? Em kêu Tổng lên gấp, cần xác định một vật. Ừ. Cảm ơn Mai. Ừ. Anh có nhận ra hộp thuốc này không? Chứ không phải là hộp thuốc anh lấy từ trên người của tôi hay sao? Không phải. Anh nhìn kỹ đi. Trên hộp thuốc này có dính một ít đất, chứng tỏ là nó không nằm trên người của anh. Vậy là sao? Chúng tôi tìm được nó trong vườn nhà ngoại anh. Đâu có gì đâu lạ. Tôi mang thuốc về cho ngoại tôi uống thì vỏ thuốc nằm trong vườn nhà ngoại tôi. Đúng vậy. Nhưng khám xét từ vườn nhà ông ngoại của anh, chúng tôi đã tìm thấy được một chứng cứ rất quan trọng. Tốt, dẫn anh ta vào đây. Ủa, Quang, sao mày lại ở đây vậy? Anh ta tên Lâm, chứ không phải tên Quang như mọi người tưởng đâu. Ủa, vậy là sao? Chuyện này sẽ nói sao? Anh có nhận ra sườn xe này không? Đúng rồi, chiếc xe này là của tôi. Ở đêm đó tôi đem tới tổng kho. Mà sao bây giờ nó như vậy? Cái đó anh phải hỏi Quang. À quên, Lâm, nếu anh không xác nhận được thì tôi nhờ ông ngoại anh xác nhận giùm. Ông là Đoàn Văn Chức. Đúng. Mọi người thường gọi già là Ba Chức. Lâm là con cháu thế nào với ông? Nó muốn gọi già bằng ông nội hay là ông ngoại gì cũng được. Ủa? Thằng Tình nó không phải là con ruột của già. Già nhận nuôi nó từ nhỏ lớn lên. Nó gian díu với con gái của già. Già hết cách. Phải chấp nhận cho tụi nó lấy nhau. Con của hai đứa. Nó muốn gọi già bằng ông nội hay ông ngoại gì cũng được. Thôi, ông ra ngoài làm thủ tục với lính của con đi. Già nghỉ rồi. Tới từng tuổi này mà nó chưa bị ngồi tù. Giờ già chỉ muốn nó ngồi tù một lần để nó biết cảm giác như thế nào.
đứng lại. Dạ. Anh là Trần Hữu Lộc. Dạ đúng rồi. Chúng tôi là công an tỉnh, mời anh về hợp tác điều tra. Tôi bị tội gì? Anh về sở công an rồi sẽ biết. Chào đồng chí, tôi đến đây theo lệnh của thủ trưởng đơn vị. Tôi đã nghe cấp dưới báo cáo rồi. Xin anh cho tôi biết trường hợp của Trần Hữu Lộc. Lộc do người quen gửi qua ở đây. Tôi thấy bản tính hiền, đáng tin cậy, nên tôi giao cho Lộc giữ chức vụ coi kho vũ khí của trường. Vậy tại sao anh ta lại nghỉ việc ở đây à? Vì bản tính hiền, cả tin, nên anh ta thường cho học viên mượn súng, quá hạn không trả. Mà đồng chí biết đó, thời buổi này mà thanh niên có súng trong tay thường hay làm ẩu lắm. Vậy là trường hợp đó đã từng xảy ra? Đúng, là vụ việc hai khẩu súng mà học viên đổ thừa lẫn nhau, không ai chịu trách nhiệm, gây ra vụ ẩu đả lớn. Sau khi dẹp vụ ẩu đả thì hai khẩu súng không cánh mà bay. Chúng tôi đã nhờ bên an ninh quân đội điều tra nhưng kết quả không được gì, nên tôi buộc cho Lộc thôi việc. Đó là loại súng gì ạ? K-54 và AK-47. Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin. Chào anh. À, cảm ơn. Lời khai của Lộc về hai khẩu súng là sự thật. Mình đi. Cán bộ, cho tôi xin điếu thuốc. Tôi không hút thuốc. Anh khai đi. Khai gì? Những thành viên còn lại trong băng cướp. Tôi đã khai rồi mà. Anh đã khai man. Chúng tôi đã thẩm tra lại, bọn họ không có liên quan đến vụ cướp. Tôi chỉ biết có Lộc thôi, còn bọn còn lại do Lộc gọi về. Lộc cũng không liên quan tới vụ cướp, ngoại trừ cho anh mượn hai khẩu súng thôi. Vô mày. Lần này mày định lấy bao nhiêu thuốc? Dạ ít thôi. Lần trước lấy nhiều quá, mấy tay dược sĩ nó nghi ngờ. Ít quá làm sao đủ sở hụi. Mày yên tâm đi, đợt hàng này nhiều lắm. Xong xuôi là mày có thể bao em Út thoải mái. Nghe nói mày có hai khẩu súng phải không? Sao mày biết? Hôm trước mày xỉn á, mày khoe với tao đó. Có chuyện đó sao? Mày còn nói với tao á là mày lấy súng đó ở đâu nữa. Ở đâu? Ở trường đảng. Mày biết được bao nhiêu? Đủ để mày ở tù. Mày tính uy hiếp tao hả? Bậy nè. Tao tính mượn súng của mày vài ngày thôi. Làm vậy nguy hiểm lắm. Lỡ người ta biết thì sao? Bởi vậy mày không biết chuyện. Súng của mày á, nếu như người khác sử dụng, coi như mày vô can. Còn chuyện mày biển lận súng ống ở đó, thật ra người ta không ai biết hết. Mày chắc không? Mày yên tâm đi, có khi nào tao nói sai đâu. Thank you.
Ủa sao súng không có đạn mày? Lúc tao lấy về thì nó không có đạn rồi. Mày lấy cho tao cái vỏ hay cái gì chứ cái này xách không được. Mày đợi tao chút xíu, tao đi lấy. Anh có muốn tôi dẫn Lộc qua đối chất với anh không? Anh im lặng như vậy không giải quyết được cho anh đâu, mà làm cho tội anh nặng hơn nữa đó. Anh suy nghĩ kỹ đi. Hôm tổ chức đánh cướp, tụi tôi có tất cả 7 người. Tôi là người được cài vào trong để thăm dò. Ngoài tôi còn 4 đứa em của tôi, là Đoàn Ngọc Thới, Đoàn Ngọc Cường, Đoàn Ngọc Tuấn và Đoàn Ngọc Khôi, và 2 cậu út của tôi là Đoàn Văn Việt, tức Út, và Đoàn Văn Lộc. Anh ơi, anh cho em hỏi có bà chủ ở đây không anh? Cô cần gì? Xin làm phải không? Dạ, em có nghe bà con giới thiệu, nói ở đây làm lương không nhiều, nhưng được cái là bao ăn bao ở, tiền dư cũng kha khá. Em tới em là ai vậy?